Xin kính chào quý vị và các bạn. Thành phố chỉ mới gần 2 tuổi, nhưng có GRDP cao thứ 3 Việt Nam. Cùng xem diện mạo 20 năm sau, xây bằng cách nào để trở thành trung tâm kinh tế và trí thức có số má ở ASEAN. Cầu thủ Thiêm Hai chìm trong bóng tối, dài cổ chờ đợi chiếu sáng mỹ thuật. Cập nhật giờ sưng thao ơ về đêm. Đầu tiên, vào cuối năm 2020, thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập. Thành phố trẻ này có diện tích hơn 211 km², tương đương 10% diện tích thành phố Hồ Chí Minh, dân số khoảng 1 triệu người. Đóng góp 1/3 tổng sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh, tương đương khoảng 7% tổng sản phẩm quốc nội cả nước. Tính đến ngày cuối tháng 5 năm 2021, GRDP của Thủ Đức ước đạt 452,7 nghìn tỷ đồng. Con số này chỉ xếp sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong khi đó GRDP bình quân đầu người của Thủ Đức ước tính đạt 18.997 USD, cao hơn rất nhiều so với GRDP bình quân đầu người cả nước. Trên thực tế, khi xây dựng, các hình mẫu kinh nghiệm thế giới đã được nêu ra để học theo. Trong đó, phố Đông Thượng Hải là mô hình đã thành công, rất phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Sự phát triển gắn với các dự án lớn, đầu tư đồng bộ hiện đại. Trong đó, giải pháp chính là khuyến khích các đại bàng đến làm tổ, với các dự án lớn, có quy hoạch tốt về hạ tầng, điều cơ bản nhất là đường xá thông thoáng, không ngập nước, không ô nhiễm, có hạ tầng xã hội đầy đủ. Theo ý tưởng của một chuyên gia, khi xây một đại đô thị tầm cỡ quốc tế, thì ngân sách công không bao giờ đủ, mà nên dùng mồi nhử để câu đại bàng hạ cánh, là nhà nước tham gia khi lấy nguồn ngân sách, chỉ để xây dựng các dự án hạ tầng đô thị hiện đại, đây là cái quyết định sự thành bại của thành phố Thủ Đức tương lai. Còn nguồn vốn chính để hình thành phát triển, phải lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Để sau gần 20 năm sau, Thủ Đức sẽ là thành phố của vườn và nước, kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế và trí thức tầm cỡ quốc tế, góp phần đưa đất nước hóa rồng hóa quốc, thành phố cần một kế hoạch dài hạn, mang tính đột phá, đi kèm chính sách cơ chế đặc thù, sẽ phát triển theo 3 giai đoạn đến 2040. Đây là clip được Sở Quy hoạch mô phỏng mới nhất. Để thấy kế hoạch phát triển hiệu quả, hình hài siêu thành phố ra sao trong tương lai, thì thành phố Thủ Đức sẽ được quy hoạch 6 khu chức năng trọng điểm, gồm Thủ Thiêm, Rạch Chiếc, Trường Thọ, Tam Đa, Đại học Quốc gia và khu công nghệ cao. Đi theo là một loạt dự án hạ tầng giao thông cũng được thúc đẩy, nhằm kết nối 6 khu vực này với nhau và với các vùng lân cận. Đây là hình hài của khu đô thị Trường Thọ tương lai, biến khu vực công nghiệp cảng bờ sông thành không gian mở hấp dẫn và sinh động. Tại trung tâm công nghệ cao Sài Gòn, sẽ đề xuất xây dựng một nhà ga tàu điện ngầm ở phía bắc của khu vực kết nối với khu công nghệ cao và khu đại học, khu vực cảng và trung tâm công nghệ tài chính. Ở vùng lân cận sẽ có nhiều trường đại học. Thế nhưng có một điều là chúng ta chưa thấy rõ được, kế hoạch đường sắt đô thị Thủ Thiêm kết nối sân bay Long Thành. Đây là một dự án hạ tầng giao thông cực kỳ quan trọng của một siêu thành phố. Đó là của tương lai vào năm 2040, được vẽ ra rất hoành tráng. Còn hiện tại, mới bước đầu chập chững. Sau hơn một năm nhìn lại, bóng dáng của siêu đô thị phía đông vẫn mờ nhạt. Câu chuyện được nhắc nhiều nhất về thành phố này vẫn chỉ là giá bất động sản phi mã, làm một phen hú hồn, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và nhiều câu chuyện bi hài, đắng ngắt. Nhiều ý kiến cho rằng, hình hài của thành phố này vẫn chỉ đang ở dạng siêu quận, chưa mang tính đột phá như kỳ vọng về một thành phố trong thành phố. Tiếp theo qua hình ảnh thứ hai, đã qua gần nửa năm từ khi hoạt động, chiếu sáng mỹ thuật cầu Thủ Thiêm 2 vẫn lẫn trong bóng đêm. Thực sự một công trình mang tầm vóc lớn, có tiến độ kéo dài, nhà thầu cũng đâu phải chờ nước đến chân. Gần xong công trình mới đề xuất phương án chiếu sáng mỹ thuật, bao gồm cả trên cầu và dưới cầu. Gồm có chiếu sáng trực tiếp là gắn hệ thống chiếu sáng trên dây văng, có hiệu ứng đổi nhiều màu và có chùm sáng mạnh đến nhẹ. Hệ thống điều chỉnh tự động qua máy tính hoặc có thể điều khiển từ xa, có thể cho phép chiếu sáng được hình ảnh theo nhu cầu người sử dụng. Còn chiếu sáng gián tiếp như hệ thống đèn đặt trên sông, chiếu sáng kết cấu cầu.
Thế nhưng cho đến nay, cầu thủ Thiêm Hai vẫn chìm trong bóng tối, chưa thấy động tĩnh gì. Làm nhiều người khá khó hiểu cho một cây cầu biểu tượng, ở một vị trí rất lý tưởng. Mọi người vẫn tiếp tục dài cổ chờ đợi. Tưởng chừng thành phố quên bén việc đó rồi, thì vào cuối tháng 8 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải đã họp bàn về phương án chiếu sáng mỹ thuật cho cây cầu. Theo cơ quan chức năng, chậm nhất trong năm 2022, cầu thủ Thiêm Hai sẽ hoàn thành hệ thống chiếu sáng này. Cuối cùng là hình ảnh của dự án The Sun Tower. Tưởng chừng tốc độ của The Sun Tower lớn lên ít nhất ngang tầm, hoặc xứng đôi vừa lứa với tòa tháp The Nessus gần đó, thì đến nay tòa tháp The Sun Tower đã bị bỏ lại phía sau. Nhìn khung cảnh thi công về đêm, nhà thầu rất tích cực. Với biện pháp đã chọn cho tòa tháp siêu cao tầng, phần lõi cứng của thang máy được thi công trước, đã thi công lên đến vách sàn tầng 5. Các sàn tầng bên dưới túc tắc theo sau, và đã hoàn thành được sàn lửng tạo thông tầng của mặt diện hướng về sông Sài Gòn. Nhìn hình đoán chữ, có thể thấy chiều cao tầng trệt của tòa tháp khách sạn này rất lớn, vì các cột bê tông có chôn lõi thép bên trong, nhất là dãy cột nằm về phía cầu thủ Thiêm Hai, phải chia hai lần đổ. Chưa biết lên trên các tầng điển hình, nhà thầu có thay đổi biện pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ, bởi nếu như so sánh thì thấy rõ, khi thi công ván khuôn nhôm của các tòa tháp lân cận, như The Nessus hay Grand Marina của New Techcon, Metropole Thủ Thiêm, thì trung bình một tháng có thể thi công tới 5 đến 6 sàn.